Recording is on. Rồi. Mình làm tiếp nhá. Hiện số nhá, mình từ enter này. Đấy, có thể nó ghi ra cái là 0123, có thể rõ không nào? Như vậy khi tôi gõ cái dòng giữ hiện số 4 này thì tức là nó chạy cái thủ tục này với thao số đầu vào là 4, các bạn đã hiểu chưa? Đó. Thì như vậy là có hai ví dụ trên này là f trên này là một hàm số, nhưng mà ta có thể gán a bằng khi nó trả lại giá trị là n. Còn đây cái hàm này, cái hàm thứ hai này không có cái lệnh return, cho nên nó không phải là một cái hàm trả lại giá trị bình thường, mà nó là một hàm void hay là một hàm không có giá trị. Không có giá trị thì khi đó nó chạy như là một thủ tục như này. Được chưa? Như vậy ta chú ý nhá. Khi mà thầy gõ là x bằng f như thế này thì khi đó cái kiểu của cái hàm x gì đó, kiểu giá trị biến x gì đó nó gì, nó là kiểu gì, nó là kiểu nguyên. Được chưa? Còn cái hiện số đấy, bị thầy gọi thầy biết là x gì bằng hiện số mười chẳng hạn nhé, thì có được không? Biết nó có được không? Cũng vẫn được, máy vẫn chạy ra từ 0 đến 9. Nhưng mà người ta gõ thử kiểu của x là như nào nhé. X bạn thấy không? X bây giờ là kiểu gì? Là kiểu là non time, là kiểu không có kiểu non. Ở trong Python các bạn thấy là ngoài các kiểu bình thường ta học là kiểu int, kiểu float, kiểu string, đúng không? Thì kiểu bool, thì còn có một cái kiểu nữa là không kiểu gì cả. Tức là những cái lệnh ấy, những cái lệnh thủ tục là không kiểu. Thì ta ví dụ trường hợp này ta có x bằng hiện số 10, khi đấy x là không kiểu thì nó là trong Python nó kiểu là non time. Và trong Python nó còn có một cái giá trị nữa là nó gọi là gì, non. Thì viết là y này bằng năn, thì tức là nó cho phép chúng ta gán giá trị là năn, tức là không kiểu gì cả. Như vậy là không kiểu ở trong Python nó cũng, ta hiểu nôm na nó là một loại kiểu đặc biệt, là kiểu không lầm, mà kiểu không kiểu nào. Nó không phải là số, nó không phải là số thực, số nguyên, nó không phải là string, nó không là gì hết, và nó là không kiểu nào. Thì bạn sẽ thấy là cái non time này là trong tương lai chúng ta sẽ dùng đến nó đấy. Được chưa? Như vậy là tóm lại là gì? Hàm số là thì nó có hai dạng. Một loại thứ nhất là hàm số trả lại giá trị. Được chưa? Thì nó phải trong quy định của nó phải có cái từ khóa return, sau đó là giá trị. Còn loại thứ hai là hàm số không trả lại giá trị, nó gọi là hàm void hay nó gọi là thủ tục. Thì cái hàm mà không trả lại giá trị đấy, hàm void ấy, thì nó có trả lại, mà trả lại giá trị là không có gì cả, là non time. Được chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta áp dụng một tí nhé, bây chúng ta làm số bài tập trong này như thế này nhé. Đây hàm này y ra số hàm đếm n, y ra hình số từ 1 đến n thì làm như nào? Hàm nhanh nhé. Hàm tổng n, tính tổng từ 1 đến n thì làm thế nào? Được chưa? Hàm thứ ba là hàm nhập số yêu cầu nhập chính xác một số tự nhiên nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Chúng ta cùng làm mẫu 3 bài này nhé. Đầu tiên là hàm đếm, là in ra màn hình các số nhưng không phải từ 0 mà từ 1 thì làm thế nào? Để thầy làm mẫu cho các bạn cùng làm nhé. Đầu tiên là hàm đếm này. Nên là đây không phải là hàm mà là thủ tục đếm nhé. Đếm. Đếm mở ngoặc n. Thì cái hàm này là nó yêu cầu là in ra trên một hàng ngang các số từ 1 n. Thì chúng ta phải dùng lệnh gì? Chúng ta phải dùng lệnh for in range từ đâu nhỉ? Từ mấy nào? Từ 1, đúng không nào? Từ 1 đến n, thì đây nó phải là n cộng 1. Đó, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta 2 chấm xuống dòng, ta dùng lệnh print y phải n bằng mở nháy như này. Được chưa? Đấy, xong cái hàm thứ nhất nhé. Enter. Đấy, như vậy ta vừa định nghĩa xong cái hàm đếm n, ta chạy thử nhé. Đếm này. Như thầy đếm là 100 chẳng hạn, cũng sẽ in ra 100 số theo một hàng ngang như này. Được chưa? Từ 1 đến 100. Các bạn đã hiểu chưa? Đây chính là cái định nghĩa, cái cách viết một cái hàm số thủ tục đếm đầu vào, cái tham số đầu vào là n, là một số nguyên tự nhiên nhé. Thầy đang thử bài tập số
hai nhé, là cái hàm thứ hai, hàm này có giá trị, trả giá trị là bằng là tổng của 1 trên n. Làm như nào? Làm tiếp bài số 2 này, các bạn làm thử xem nhé. Bây giờ ta làm bài số 2 này, cũng đơn giản thôi. Đơn giản thôi đây nhé. Định nghĩa này, đếp này, tổng này, n này, đúng không nào? Hai chấm xuống dòng, thuộc vào chưa? Rồi thì bây giờ cái bài tập tính tổng, bạn biết rồi thì cái thuật toán mà tính tổng của n số từ 1 đến n là cái bài toán rất là điển hình rồi, ta làm theo đúng mẫu của nó thôi. Ta khai báo cái biến là s gì, án nó bằng không trước nhé. Sau đó ta dùng for thôi, for i ở đây là cũng thấy là phải chạy từ mấy, chạy từ 1 đến đầu bài tính n mà, thì ta đây ta viết là n cộng 1, được chưa? Đây ta viết là s gì bằng s cộng y. Đấy. Và ở đây chúng ta phải viết lùi ra, phải đưa lùi ra đúng ở đây nhá, thẳng hàng cái số nhá. Return thẳng hàng đấy, return s. Hàng này sẽ trả giá trị là s gì. Đấy. Ta chú ý nhá, cứ chỗ này là viết thẳng hàng này, đây là s gì này. Thẳng hàng xuống nhá là for này. Chỗ này thuộc vào này. Đúng không? Và ở đây là phải viết thẳng hàng xuống. Rồi, ta enter một lần, enter hai lần để kết thúc cái hàm đó. Đấy, xong. Vì thầy viết, thầy thử tính thử nhé, hàm này trả lại giá trị vì có lệnh return. Thầy viết nhé là tổng 101 đúng không, nó trả giá trị là 5151, hay thầy viết là z bằng tổng 500 này. Enter. Thì như vậy z bây giờ tôi làm là một số đấy, z đây theo tôi làm 125.250, thấy chưa? Đó là như vậy là cái hàm số 2 ta vừa biết xong. Bây giờ chúng ta làm thử sang cái bài số 3 để chúng ta hình dung nhé. Bài số 3 là đây là cái hàm hay thủ tục hàm đi, yêu cầu nhập một số nhưng mà yêu cầu là phải nhập trong khoảng từ 1 cho đến 100. Nếu mà nhập ngoài cái này thì máy yêu cầu nhập lại cho đến khi nhập chính xác thì thôi. Vậy sẽ yêu cầu nhập liên tục cho đến khi mà cái số nhập vào nó đúng phải bằng cái này thì thôi nhé. Đấy, thì các bạn làm thử như nào, làm thử là có làm được không nào? Thầy được, thầy làm hay là bài tập về nhà đi nhé. Bài đây là bài tập về nhà đi, bài số 3 này, tập về nhà ta làm nhé. Thì bây chúng ta sang phần tiếp theo là hàm số, thì nó có hai loại là hàm số có thể là có không có, không có tham số, hàm số có thể không trả về giá trị thì nó gọi là thủ tục, được chưa? Rồi thì bây giờ thì nói sang phần thứ ba rất quan trọng là cái tham biến hay là cái biến nhớ dùng trong hàm trong Python là cái gì. Thì chúng ta chú ý là này, tức là Python ấy thì nó không có khái niệm chung về biến tổng thể hay biến cục bộ đâu, nhưng mà thế này, tất cả các biến nhớ được dùng ở bên trong một hàm số thì được hiểu đó là biến cục bộ, chỉ có ý nghĩa ở trong bên trong cái hàm số đó thôi, không hiểu được ra ngoài nhé. Chúng ta chú ý chuyện đó nhé. Nó có khái niệm là biến địa phương hay là biến ở bên trong cái hàm số, chúng ta sẽ hiểu cái này sau. Trong các bài sau thì thầy sẽ nói thêm các bạn về cái ý nghĩa của cái khái niệm về phạm vi của tham biến này, nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu như vậy. Tức là nó, chúng ta nhớ lại ở trong các cái cuốn của điều chỉnh khác ấy, như là C hay là Pascal ấy, thì nó khái niệm là biến tổng thể và biến địa phương, nhưng mà ở trong Python thì nó không có khái niệm như vậy, mà nó chỉ có khái niệm là cái phạm vi của một cái hàm, của một cái tham, một cái biến nhớ là như thế nào. Thì nó được cái phạm vi đó nó được điều khiển bởi một hệ thống riêng, thì ta sẽ tìm hiểu sau. Mà ở đây chúng ta hiểu là gì? Tức là một biến nhớ khi tôi định nghĩa trong một cái chương trình ấy thì nó có tác dụng trong cả chương trình đó. Còn nếu biến nhớ được định nghĩa hay được truyền vào bên trong một cái hàm số thì nó được xác định bên trong cái hàm số đó thôi. Được chưa? Thế bây giờ thầy làm mẫu cho các bạn làm thử một cái bài tập như này nhá. Cái bài tập để ta hình dung được thôi. Thế bây giờ như này, bây giờ thầy đây nhá, bây giờ thầy đây, bây giờ thầy được án thử nhá, bây giờ thầy đặt là n bằng 10 đi, thì khi ta tự mở bằng 10 nhé, thì ở đây là n bằng 10, n là một cái biến số được gán
giá trị là 10. Thì như vậy cái biến nhế n này được xác định ở bên trong cái khung cái màn hình làm việc của Python. Thì ta hiểu nôm na theo ngôn ngữ, theo ý nghĩa chung ấy, là nó là cái biến tổng thể. Được chưa? Rồi thế bây giờ thầy làm cái bài nhé, thầy viết lại định nghĩa một cái hàm def f mở ngoặc n nhé. Đặc biệt thầy trong hàm này thầy tăng, thầy viết lại n bằng n cộng 2 và sau đó thầy print cái n này ra. Print cái n này ra. Được chưa? Kết thúc. Thế bây giờ thầy hỏi các anh em, thầy viết là fn thì in ra số mấy nào? In ra số mấy? Không ai nghe cái gì à? 12 ạ. À đúng rồi, thử nhá. Đấy. Nó sẽ in ra là số 12. Các bạn thấy không? Như vậy là khi mà n sẽ được truyền vào từ bên ngoài vào, đúng là n, giá trị n được truyền vào số 10 vào đây này. Khi được gọi n, tôi gọi fn nhé, thì n trước đó là bằng 10. Như vậy là nó truyền số 10 này vào bên trong fn và hiện là tăng n lên 1 đơn vị là 2 đơn vị, in n ra. Như vậy là bên trong cái hàm này này thì n là bao nhiêu? N là 12, vẫn in ra là 12. Thế thì thầy gõ cho n là bao nhiêu mấy đây? N nên nó vẫn là 10. Như vậy là bạn thấy không? Như vậy là cái n này ở bên trong cái hàm số này này được xác định khác với n bên ngoài nhé, chúng ta chú ý. Thì n bên ngoài này cho ta hiểu nôm na theo nghĩa ngày xưa học ấy là biến biến tổng thể, còn bên trong này này là biến cục bộ. Nhưng mà thế ở trong Python nó gọi như vậy, gọi như sau này, gọi rằng là n ở đây này, n được nghĩa ở đây này là cái biến chỉ có tác dụng bên trong của cái hàm fn thôi, không có tác dụng ra bên ngoài. Được chưa? Như vậy là với bên ngoài này thì n luôn là 10, còn khi truyền vào đây thì n bao nhiêu cũng được, không quan trọng, mà thoát ra là mất luôn. Ra bên ngoài này là nó không hiểu cái n bên trong này, nó hiểu bên ngoài, n bên ngoài này thôi. Các bạn chú ý chưa? Như vậy là cái chúng ta chú ý nhá, một cái điều rất quan trọng là biến nhớ mà xác định được định nghĩa đấy, được gán đấy trong một chương trình thì sẽ có tác dụng trong toàn bộ chương trình đó. Được. Biến nhớ được thực hiện bên trong một hàm số thì chỉ có tác dụng bên trong hàm số đó thôi. Đấy, được chưa? Đó. Thì như vậy là cái biến nhớ hay là tham biến ở của hàm số ở trong Python thì nó người ta gọi đó là quy định về cái phạm vi tác dụng của cái biến nhớ hay của tham biến nhé. Chứ nó không có cái khái niệm về là biến cục bộ hay là biến tổng thể hay biến địa phương. Được chưa? Đó thì chúng ta chú ý nhé, thì chỗ là chỗ tôi khó một chút mà thầy nói để cho các bạn hình dung là thôi, nó hơi đặc biệt một chút nhưng chúng ta phải chú ý. Bây giờ thầy sẽ cho theo các em thêm một ví dụ nữa nhé, để chúng ta hình dung được cái sự khác biệt giữa cái biến cục bộ và biến ở bên ngoài nhé. Bây giờ thầy làm cái hàm số khác def nhé, def viết là g đi, không có biến nhớ này nhé. Thầy viết là n bằng 2 và thầy print n ra. Được chưa? Thế này thôi. Cái hàm này là không có cái tham biến và nó gắn vào trong hàm n bằng 2 nhé. Và in n này ra. Đấy, bây giờ chạy thử nhé. G nó sẽ làm ra bao nhiêu nhỉ? Nó sẽ ra là 2. Nhưng mà n thì vẫn là gì? N vẫn là 10. Các bạn thấy không? Như vậy là ở trong này này. Ở đây thì ở hàm trên này thì n được truyền vào, được truyền bên trong, n sẽ là 10. Còn ở đây thì n không truyền vào, n được gắn lại mình biết khác. Như vậy ở trong cái n này là n, bên trong này là n được khởi tạo và gắn giá trị bên trong cái hàm g mà chỉ có phạm vi trong hàm g thôi. Còn ra bên ngoài này, bên ngoài hàm g thì nó vẫn là cái biến n từ đầu là bằng 10. Đấy, các bạn chú ý nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ làm một số các bài tập mà số bài tập mà đơn giản nhé. Đây bây giờ là một số bài tập đơn giản như này nhé. Đây thầy đi về đây thầy ví dụ để cho thầy dùng nhé. Bài số 1 này. Bây giờ viết cái hàm số tham số là n, kiểu là nt đi, như này như nt, và hàm này sẽ trả lại nó trả lại giá trị là đúng nếu n là nguyên tố, và trả lại giá trị là sai nếu n là không phải nguyên tố. Nó trả lại đúng, trả lại true nếu n là nguyên tố, là số nguyên tố nhé. Hàm này dùng rất nhiều đấy, số nguyên tố, và trả lại false nếu n không là nguyên tố. Được chưa? Đấy. Ta làm được chưa? Được chưa? Thế bây giờ chúng ta làm thôi, là bài chúng ta làm ngay trên màn hình này nhé. Ngay trên màn hình này nhé. Làm ngay trên màn hình thôi. Bây giờ thầy làm cho các bạn xem nhé. Rất đơn giản thôi. Một cái số tự nhiên được gọi là nguyên tố nếu mà nó không có ước số nào khác ngoài một và chính nó thì nó gọi là nguyên tố. Còn lại nếu mà cũng có một ước số khác một và khác chính nó thì nó gọi là số, nó gọi là hợp số. Thì chúng ta dùng cái đó chúng ta làm thôi nhé. Ta đếm các cái số ước số từ 1 trở đi hay từ 2 trở đi, ta sẽ làm thử nhé. Bây giờ làm thử đơn giản như này nhé. F này là tên là nt đây nhé, đầu vào là n. Đấy. N là cái tham biến của cái hàm số đó. Thì bây giờ thầy sẽ tính thôi. Thì tính thế có thể cho luôn là biểu định nghĩa, người ta định nghĩa là n là gì? N bằng 1 thì sao? N bằng n 1 thì người ta không gọi là một số nguyên tố. Và 2 trở lên mới là nguyên tố, thì thầy làm luôn nhé. If này. If n bằng 1 nhé. Thì ấy luôn thì return luôn nhé. Thì hơn là fonts luôn. Em biết cái phần ra sai là phải loại hết từ đầu nhé. Else. Đấy, địa điểm hình máy tính nhé. Em tính chỗ này này. Là phải đếm cái số lượng ước số của nó. Thì thầy ký hiệu cái ước số thì gọi là SC đi. SC là tự bằng 0 nhé. Rồi. Thầy mới làm vào là for i. In the range n đi, n được chưa? Thế là chạy từ 1, n trừ 1 đấy đúng không? Bây giờ kiểm tra này, if này, if n mà chia lấy số dư cho y đấy mà bằng 0 ấy, bằng 0 là gì? Tức là y là ước của thì y là ước của n thì ta tăng sc tăng lên 1. Sc bằng s cộng 1. Đấy, sau đó thầy ra đây thầy sẽ được chưa? Thầy sẽ kiểm tra đúng không? Bây giờ kiểm tra nếu mà if s mà bằng 1 ấy, tức là nó chỉ có một ước từ một thôi, n trừ một thì đó chính là nguyên tố, thì thầy sẽ trả lại là return true đúng không? Đây là else. Đấy, đó thì đây là chính là cái hàm này mô tả là cái kiểm tra một số có phải số nguyên tố hay không đấy. Đấy là xong nhé. Được chưa? Bây giờ kiểm tra này, bây giờ là NT này, kiểm tra là số 4 nhé. Đây, bị lỗi chỗ nào thì kiểm tra nhé, lỗi chỗ nào. Lỗi này là phiền lắm đây. Thầy bị sai chỗ này rồi nhá, thầy chỗ này là phải từ 1 cơ, thầy bị nhầm đúng chỗ này, thầy phải làm lại chỗ này, đành chịu vậy. Thầy bị sai rồi, làm lại nhá, copy lại thôi. Chỗ này là phải từ 1,
Đấy, thì mới được nhá. Đấy, nhầm một tí thôi là rất là nguy hiểm đấy nhá. Xong. Chỗ này phải là một nhá. Từ một trở đi mình để chỗ này là bị không này, chỗ này sai là chỗ này là không sai nhá, chỗ này là một. Bìa đúng rồi đấy, bìa NT nhá. Thì nguyên tố này 5 này. Mình bảo là đúng này. NT bìa 4 này, nguyên tố là 4 này. Đây là font. Được chưa? Đó. Các bạn đã hiểu chưa? Bây giờ thầy sẽ copy lại cái này vào một chỗ khác để thầy dùng lại nhé. Bây giờ thầy làm bài tập sau đây này. Bây giờ thầy làm bài tập sau đây như sau nhé. Là chúng ta bài tập tiếp theo minh họa ngay đây thôi là nhập từ bàn phím một số n và in ra tất cả các ước số nhỏ hơn n. Bài tập tiếp theo nhé. Bài tập này. Nhập từ bàn phím số tự nhiên n và in ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n. Đó, bài tập như thế nhé. Toàn hạt với hạt dẫn chương trình đi nhé. Tức là ở cái bài tập này chúng ta sẽ phải thiết lập một cái hàm, là cái hàm nguyên tố của các bài học ấy. Như thầy làm lại hàm, thầy làm nó luôn nhá. Làm cái file máy tính này, đó, nhá. Và cái hàm này thầy sẽ viết ngay cái hàm số này đầu tiên. Đây, cái hàm này là hàm đầu tiên, viết đầu tiên trước nhá. Hàm kiểm tra đây. Thì đưa ra đầu nhá. Này. Ở đây nhé. Và bây giờ thầy sẽ nhập từ bàn phím một số n và sau đó là thầy sẽ gì? Xem giá trị của nó đấy. Nó có đây là cái hàm số nhé. Mà chúng ta bị chỉnh chính ở đây. Chúng ta chú ý là ở trong Python ấy thì chúng ta được phép mô tả các cái hàm số ở đâu cũng được, không cần theo thứ tự. Các hàm số có thể được khai báo là lộn xộn cũng được, máy là hiểu hết nhé. Bây giờ làm như sau nhé. Bây giờ n này bằng này in này, nhập toàn phím đấy nhé, input nhập số tự nhiên bất kỳ 2 chấm nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ như sau nhé. Chúng ta sẽ liệt kê ra màn hình tất cả các số là nguyên tố nhỏ lên bằng n. Thế thì làm như sau thôi. Thì dùng lệnh for k, không thể viết ra lên màn hình luôn. Bây giờ là print các số nguyên tố nhỏ hơn n, nhỏ hơn phẩy n phẩy là. Đấy, in ra cho nó yên tâm nhé. Đấy, cứ thêm mấy nữa nhé. For này, k này, in này, range thì chạy từ 2 cho nó dễ, từ 2 nhé. Từ 2 cho đến n. Nhỏ hơn n mà, 2 n nhé. Đó. For. Và thì kiểm tra, nếu là nguyên tố. If. Nguyên tố, được chưa? Đó, k. Thì mới in ra. Thì print. K. Đấy, thế thôi. Chỉnh ra ngắn nhẹ thế nhé. Đấy, nhưng mà đây thì chính nhé. Ở trên là khai báo một cái hàm số đây nhé. Ở dưới này là đây chính đây, đầu tiên là n sẽ được nhập từ bàn phím nhé, sau ta in ra cái dòng chữ là các số nguyên tố nhỏ hơn n là, mà sau ta in ra. Nhưng mà đây ta dùng lại cái hàm cái thủ tục cái hàm nt đây này, đúng không nào? Đấy, như vậy là cách dùng cái hàm số trong một chương trình chính. Mình phải ghi đây lại nhé, đi lại để chúng ta buổi sau chúng ta còn cất đi để chúng ta còn dùng nó ở trong các cái việc khác nhé. Ở đây thì phải, hôm nay là buổi số 4 rồi thì ghi vào đây nhé. B4
Bài 1 nhá. Chạy thử nào. Run này. Run nhá. Đấy. Bây giờ thầy gõ số là số 10 chẳng hạn, xong máy báo như thế nào. Thì máy báo in ra là 2 3 5 7, thấy chưa? Thầy chạy lại lần nữa cho các bạn cho thấy kết quả cho thầy hay không nhá. Thầy chạy số lớn hơn nữa. Thầy in ra số là 100 đi. Thầy in ra là 2 3 5 7 11 13 17 đây. Đây là tất cả các số nguyên tố nhỏ lại hỏi hơn 100. Thì việc thầy muốn viết ra, thầy muốn viết in ra hàng ngang làm như nào? Thầy sửa lại một tí, thầy viết ra trên hàng ngang nhá. Thì viết ra hàng ngang đây gọi là print k như này, mà print k thêm n bằng in ra trên hàng ngang. Đấy, hay hơn. Thì thầy chạy lại thử nhá. Đây. 100. Đấy, in ra các số từ các số tố nhỏ hơn 100. Chạy lại nhá, chạy lại lần nữa thử xem như nào nhá. Run lại nào. Biểu cho 1000 đi. 1000 nhá. Thấy chưa? Đây là tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 1000. Từ 2 trở đi. Đó, thì các bạn nhìn thấy như vậy chúng ta vừa mới làm quen với cái khái niệm hàm số rất hay dùng ở trong Python. Bây giờ thầy nói thêm một chút nữa về một cách nữa là cách nếu hàm số của chúng ta mà được định nghĩa bằng công thức sáng sủa rõ ràng thì chúng ta có thể khái niệm như thế này. Chúng ta gõ cái tên hàm như thế này và sau dấu bằng và sau đó là có cái chữ lambda là chữ lambda là chữ bắt buộc, sau là tên các cái biến nhớ và dấu hai chấm, sau hai chấm là cái biểu thức của hàm số đó. Ví dụ như này, ví dụ ta là cái hàm của chúng ta là hàm là x bình phương của y bình phương chẳng hạn, thì ta biết như này. Thì những cái hàm số nào mà được mô tả tường minh bằng biểu thức đại số hoặc là lượng giác số học thì chúng ta có thể dùng cái định nghĩa này. Mình thầy làm thầy thử cho bạn xem nhé. Cái này mình thầy đóng lại. Bây giờ thầy chạy thử bất kỳ thôi. Ví dụ là thầy ghi là F này, xong thầy là 5 này, lambda nhé. Đó. Sau đó là x gì? Có một biến như vậy là một cái hàm như là x bình phương chẳng hạn, cộng với 3 x gì chẳng hạn, 3 x gì trừ đi 1 chẳng hạn. Đó, cái như này lambda, à còn thiếu dấu bằng, nhầm f bằng lambda x, thiếu dấu bằng thôi, x 2 cộng 3 x trừ 1, được chưa? Bây giờ có f này, xin lỗi, f phải có số, f phải có biến tham biến nhá. F 3 17, f 100 bằng 1299. Đó, được chưa? Đây, các bạn thấy là đây là cái cách mô tả đơn giản một cái hàm mà giá trị của nó là một cái công thức tường minh, được chưa? Đó, như vậy hôm nay chúng ta học sơ lược về cái khái niệm hàm số, là khái niệm rất là quan trọng và chúng ta sẽ dùng nó thường xuyên ở trong tương lai nhé. Còn đây là mấy cái bài tập chúng ta chú ý. Đây bài tập thầy đưa về nhà để các bạn làm nhé. Đây là cái bài tập mà dạo này rất là nhiều đấy, bài tập hàm số rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cái bài tập này tôi sẽ gửi lên trên cái trang Facebook cho các bạn nhé. Quay hỏi gì nữa không? Chúng ta có hiểu, quay đã hiểu không? Alo. Dạ hiểu ơi. Dạ hiểu thầy ơi. Hiểu cái gì hả? Thầy ơi, cho em hỏi một chút ạ. Một dòng ở trong Python là bao nhiêu ký tự ạ? Một dòng ngang ấy ạ? Dòng ngang là không hạn chế nhé. Yeah. Nhưng mà là không hạn chế, nhưng mà chúng mình không cần viết dài quá đâu. Viết dài làm gì? Mỗi một lần cho nó là khi in ra giá trị biến ấy, khi in ra ấy. Khi biến nhớ gì? Khi in ra cái giá trị của dữ liệu ấy, chẳng hạn như là in các số từ 1 đến 1000 thì một dòng ngang nó được bao nhiêu ký tự ạ? À, tức là cái tùy của các bạn màn hình thôi, màn hình đúng giải càng cao thì nó càng nhiều thôi nhé.
kia khi in ra trên game, in ra trên cái màn hình ấy, thì là chúng ta có thể định nghĩa lại cái phông chữ đấy, có chữ là bao nhiêu, có cái chỗ để ta định nghĩa đấy nhé. Nhưng mà vẫn là nhìn thấy nhiều dòng nhưng mà máy tính vẫn hiểu nó là một dòng đúng không ạ? Đúng thế. Mình in ra trên một hàng nhưng mà vì mình hết 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 chỗ nó phải xuống dòng, nhưng mà thực ra trong máy tính nó hiểu là trên làm là một dòng. Dạ đúng. Cảm ơn thầy ạ. Ừ. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Dạ. Em cảm thầy. Thầy cảm thầy ạ. Ừ.